Theo đề xuất của công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường trên cao số 1 từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố dự kiến được khởi công vào năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng. Tuyến đường trên cao này là bắt đầu từ nút giao thông Lăng Cha Cả, chạy dọc các tuyến đường Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long. Sau đó có một nhánh giao đường Điện Biên Phủ, nhánh còn lại đi theo đường Ngô Tất Tố và kết thúc ở cầu Phú An, quận Bình Thạnh. Tổng chiều dài của tuyến đường là 9,5 km. Dự án có tổng số vốn là 15-16 nghìn tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng với hình thức đầu tư được đề xuất là BOT. Theo quy hoạch, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng 5 tuyến đường trên cao với tổng chiều dài hơn 70 km, quy mô 4 làn xe để giải tỏa ùn tắc trong nội đô. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xây dựng được dự án nào và tuyến đường trên cao số 1 được kỳ vọng sẽ là phát súng đầu tiên cho việc đầu tư các tuyến đường trên cao.